rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Nông Hiệp thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường chợ, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Đây là căn nhà nằm ngay ở chợ mình. Căn nhà này hiện tại đang bán tạp hóa này. Đây nhá, đây là đại lý tạp hóa buôn bán Sầm Uất nhá. Mặt tiền đường thông thoáng ngay chợ này. Con đường này thông từ đường Nguyễn Thị Minh Khai ra bên con đường DT743 khúc ngay ngã ba ông xã nhé. Ở đây khu chợ nối dài rất là dài. Khu chợ này dài khoảng 2 km luôn. Căn nhà này có diện tích là ngang 5, chiều dài 27 m, tổng diện tích là 135 m2. Ở đây kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Con đường này ra tới đường Nguyễn Thị Minh Khai này. Đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai nhé, buôn bán Sầm Uất luôn. Đây, ở đây buôn bán rất nhiều mặt hàng nha. Đây, chợ này. Ở đây là căn nhà đại lý đang bán đồ nhé. Ở đây là đại lý tạp hóa này. Mình ở nhà đây chỉ việc sáng ra mở cửa là có tiền luôn nhé. Khách vào mua nườm nượp luôn. Đây bán rất là nhiều mặt hàng. Di chuyển ở trong phòng khách. Ở đây phòng khách chủ nhà để rất là dài nhé. Do điều kiện kinh doanh buôn bán nên để hàng đầy hết luôn. Bác nào bên kinh doanh buôn bán chắc chắn là sẽ hiểu về này. Phía trên phòng khách chủ nhà để hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn led, đèn trang trí, đèn chiếu sáng ngay không gian phòng khách này. Di chuyển vào trong nhé. Phòng khách rất là rộng, nhà ngang 5, chiều dài 27 m, có hướng Tây Nam. Nhà nằm ngay phường Tân Nông Hiệp thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhà này cách ngã ba ông xã chỉ khoảng chưa tới 1 km thôi nhé. Nhà mặt tiền đường. Bác nào có nhu cầu về kinh doanh buôn bán vui lòng liên hệ với số điện thoại của em. Đây là không gian của căn bếp này. Nội thất căn bếp rất là ok nha. Đây có bàn ăn 6 ghế, tặng một số nội thất cho quý vị mình khi mua về ở. Phía cuối mình có phòng ngủ và có phòng vệ sinh rộng nha. Có cửa kính cường lực ngăn cách giữa không gian phòng tắm cũng như phòng vệ sinh. Đây mình có một phòng ngủ ở dưới này. Nhà mình có phòng ngủ dưới là rất tiện nha. Do chủ nhà kinh doanh buôn bán, ở phía sau mình có một kho để đồ nữa này. Và ở đây có tủ áo âm tường ngay đây. Tủ áo âm tường nha. Nhà đang ở nên mình cũng không quay kỹ lắm. Quý vị nào có nhu cầu đi xem, em sẽ kêu chủ nhà mở cho quý vị mình xem kỹ nhé. Nhà view kinh doanh buôn bán tấp nập luôn. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên này. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ căm xe, cộng kiến cường lực. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 5, chiều dài 27 m, tổng là 135 m2. Được chủ nhà đúc một trệt hai lầu, đúc kiên cố trên cùng lập ngói thái. Nhà này có 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. View kinh doanh buôn bán, nhà này gần ngã ba ông xã nhé. Trên đây mình có phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ nào cũng rộng rãi nhé. Lối hành lang này chủ nhà đi để khá rộng nha, đi thoải mái luôn. Bên đây mình có phòng ngủ thứ ba cũng như phòng vệ sinh chung ở đây.
Đây mình có phòng vệ sinh đây nhé. Ở đây có phòng ngủ thứ ba này. Phòng ngủ nào cũng rộng rãi, đều có tivi, cửa sổ này, cũng như là cửa sổ ra sau và có tủ âm tường. Đây nhé. Cửa chính của căn nhà được chủ nhà làm cửa gỗ căm xe rất là đẹp nha. Tất cả hệ thống cửa đều được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha cũng như cửa gỗ căm xe. Bây giờ mình sang phòng ngủ thứ tư cũng như là sân thượng phía trước. Quý khách hàng xem hết video luôn nhé. Bên đây có phòng rất là rộng này, mình có thể làm phòng master, phòng cực rộng luôn nhé. Căn phòng này rộng khoảng trên 40 m². Đây có phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn này. Tủ áo, bàn học, bàn trang điểm đầy đủ hết nha. Phía trước mình có sân thượng trước này, chủ nhà đúc ra hết luôn nha. Ở đây mình có thể trồng cây cảnh, uống cà phê. Do chủ nhà không có thời gian chăm sóc nên để không gian này rộng khoảng hơn 50 m², sân thượng phía trước này nhé. Sân thượng này rộng khoảng hơn 50 m². Bác nào có nhu cầu về đây trồng cây cảnh, buôn bán cho thuê rất là ok. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm, chỉ 8 tỷ 500 triệu đồng, được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà đấy nhé. Một mức giá rất là ok, nhà mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán. Lên tới lầu trên này, không gian cầu thang này chủ nhà đúc luôn nhé. Để bồn nước trên đây. Phía sau mình có sân thượng sau rất là rộng nha. Sân thượng đường sau rộng khoảng 50 m². Chủ nhà đang nhốt chó nên mình cũng không tiện quay phía sau đó. Đây có kho này. Đây có kho nhé. Trước mình có phòng thờ cũng như sân thượng trước. Đây là phòng thờ này. Đây là sân thượng trước này. View kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Đấy, trên đây ngồi uống cà phê, hóng mát ở trên đây. Bên đây có căn biệt thự này. Rồi, xe đang lưu thông tấp nập nhé. Rồi, bác nào có nhu cầu đi xem thì vui lòng liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình, số 0973 114 255. Em sẽ dẫn xem nhé. Nhà rất là đẹp,